Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các quý cô tuổi Bính Dần. Chúc các quý cô có một năm bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các quý cô đón xem tử vi tuổi Bính Dần 1986 năm 2022 nữ mạng, chi tiết chính xác nhất về các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, tử vi từng tháng trong năm 2022, mời các quý cô cùng theo dõi. Tử vi tuổi Bính Dần 1986 năm 2022 nữ mạng. Tổng quan. Khi bước sang năm Nhâm Dần 2022, những người tuổi Bính Dần 1986 sẽ bị thái tuế năm chèn ép, lại bị hung tinh quấy rối khiến cho bản thân gặp nhiều xui xẻo, cuộc sống thăng trầm sóng gió. Trong sự nghiệp là thì có hoàng phiên, trong quan hệ xã giao có phi đầu phá rối. Trong sức khỏe và tài vận khó tránh khỏi tà khí của thái tuế, phục thi và kiếm phong. Bởi vậy chắc chắc Bính Dần sẽ gặp nhiều xui xẻo, nên giữ vững tinh thần để ứng phó kịp thời. Dù có gặp khó cũng chớ có bỏ cuộc rút lui, nếu không sẽ chỉ khiến vận rủi của chính bạn thêm trầm trọng. Sự nghiệp. Tử vi tuổi Bính Dần 1986 năm 2022 nữ mạng dự báo, vận trình công danh, sự nghiệp của những người tuổi Bính Dần 1986 trong năm nay rất phức tạp. Sao hoàng phiên khiến cho con đường của bạn gồ ghề trắc trở, nhiều xui rủi có thể xảy ra bất cứ lúc nào, khiến Bính Dần luôn đau đầu vì công việc. Đặc biệt là trong nửa đầu năm, bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Đề nghị con giáp này dù gặp chuyện gì cũng nên bình tĩnh đối mặt, tháo gỡ từng chút một hơn là tỏ ra nóng nảy và mệt mỏi. Tài lộc. Thái tuế và hung tinh kiếm phong khiến cho tuổi Bính Dần năm nay gặp nhiều tổn thất về tiền bạc. Bạn không chỉ gặp khó khăn trong việc gửi tiết kiệm mà ngay cả những khoản tiền gửi trước đó cũng có khả năng bị tiêu xài hoang phí. Do ảnh hưởng của nhiều hung tinh cũng như cục diện ẩn tàng hung hiểm, cho nên tài vận của tuổi Bính Dần có nhiều bất ổn, nhiều biến động, thăng trầm. Tiền đến nhanh nhưng đi cũng chóng, khó tụ lại. Mặc dù đầu tư có dấu hiệu thu lời, nhưng lợi nhuận khá thấp mà lại nhiều rủi ro. Lại có giải thần ở đất tài, chẳng khác nào giải đi cái tốt, tiền chưa đến tay đã tiêu tán mất. Trong năm nên hạn chế mưu sự lớn, đầu tư nên ở ngưỡng an toàn, quá mạo hiểm có thể khiến bạn trắng tay. Đã vậy chi tiêu trong năm phát sinh nhiều khoản, lại có hiện tượng phá tài do đại hao hung tinh hoành hành. Nếu không quản lý túi tiền thật chặt, có kế hoạch chi tiêu khoa học, tuổi Dần dễ lâm cảnh vay mượn, nợ nần. Nhưng bù lại, cũng may có phúc lộc tinh xuất hiện, trong 6 tháng cuối năm tuổi Dần sẽ đổi vận, gặp được những người có khả năng giúp đỡ cho mình. Tuổi này nên tranh thủ thời cơ để nắm bắt các cơ hội gia tăng tài vận. Tình cảm. Nữ mạng tuổi Bính Dần năm nay 37 tuổi, vào năm 2022 sẽ gặp rắc rối trong các mối quan hệ. Sao phi đầu quấy nhiễu sẽ khiến cho bạn tạo hình tượng không tốt cho bản thân, khiến cho mọi người xung quanh xa lánh. Đặc biệt là những người làm trong ngành bán hàng sẽ vì như vậy mà gặp trở ngại ở mọi nơi mọi lúc, khiến cho sự nổi tiếng và vận may càng giảm sút. Chuyện gia đình có nhiều vấn đề, lại thêm rào cản vô hình ngăn cách là tâm trạng u uất, bi phẫn của bạn. Nếu cảm thấy tâm lý khó giải tỏa ẩn ức, bạn nên tìm đến những người mình tin tưởng nhất để chia sẻ chứ đừng nên giữ mãi trong lòng. Sức khỏe. Những vấn đề sức khỏe của Bính Dần 37 tuổi trong năm nay khá đáng lo ngại. Sao phục thi mang đến nhiều hung hiểm, chủ yếu là do tác nhân bên ngoài gây ra. Tuổi Bính Dần nữ mạng trong năm 2022 chịu ảnh hưởng bởi hung tinh sao kế đô chiếu mệnh, chủ về bệnh tật, tai họa người âm phá rối, dù mệnh chủ sức sống dồi dào nhưng lại tự gây chuyện rồi gặp đại hạn, thương tật bất ngờ. Trong năm cũng gặp hạn thiên tinh, chủ về bệnh tiêu hóa, rối loạn chức năng tiêu hóa, đau bụng, dạ dày, nặng có thể bị ngộ độc thực phẩm, phụ nữ có thai dễ bị tai nạn thai sản, hư thai, bào thai và sức khỏe của sản phụ không được tốt. Nhiều người khác có thể té ngã độ cao, một số người té ngã do trèo leo, với tay lấy các vật trên cao. Tử vi khuyên Bính Dần trong năm thái tuế dù đi đâu làm gì cũng cần đưa an toàn bản thân lên hàng đầu. Nếu có đi chơi, đi du lịch hay công tác xa cũng cần chú ý tránh xa những nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn. Với tuổi Bính Dần năm 2022, bao gồm cả phụ nữ có thai, đều cẩn thận việc ăn uống, thực hiện ăn chín uống sôi để phòng ngừa ngộ độc. Khi có bất cứ vấn đề gì về sức khỏe,
thì chủ sự cần đi khám để điều trị ngay lập tức, không được chủ quan, tránh hệ lụy về sau. Nên thành tâm cầu xin trời Phật để được tai qua nạn khỏi và sức khỏe nhanh chóng được phục hồi. Tử vi từng tháng. Tháng 1. Tử vi tuổi Bính Dần 1986 năm 2022 nữ mạng nhận thấy, vận thế trong tháng đầu tiên của năm của Bính Dần không tươi sáng mấy. Do ảnh hưởng của năm Thách Tuế, nên bạn làm gì cũng gặp khó khăn, thường xuyên gặp rủi ro nên tâm trạng kém, dễ nảy sinh những cảm xúc tiêu cực. Vì vậy, tuổi Bính Dần nên chú ý trò chuyện và thảo luận nhiều hơn với các thành viên trong gia đình trong tháng này, để giảm bớt căng thẳng tinh thần và những cảm xúc u ấm. Đồng thời, bạn cũng nên chú ý áp dụng các mẹo phong thủy cho người bị phạm Thái Tuế trong năm 2022, để vận trình cả năm trở nên hanh thông, giảm bớt điểm xấu hơn. Tháng 2. Con đường sự nghiệp của Bính Dần sinh năm 1986 trong tháng 2 này rất gập ghềnh. Do bị ảnh hưởng bởi sao xấu Hoàng Phiên, bạn dễ bị ảnh hưởng bởi một số công việc và việc nhà phức tạp trong tháng này. Không chỉ vậy, khối lượng công việc ở nơi làm việc cũng sẽ tăng lên một cách khó hiểu, nếu con giáp này không thể xử lý kịp thời nhiệm vụ của mình thì rất có thể sẽ cản trở và ảnh hưởng đến những việc khác nữa. Tháng 3. Rất khó để tuổi Dần thể hiện khả năng xã giao của mình qua các mối quan hệ trong tháng này. Bị cản trở bởi sao phi đầu, hình ảnh cá nhân của bạn sẽ vô cùng sa sút. Trang phục và cách ăn mặc hàng ngày trở nên tồi tệ và luộm thuộm, nếu là người có chức quyền e còn làm mất thể diện lẫn uy tín của cả công ty. Không chỉ bạn bị lãnh đạo chỉ trích mà còn bị cấp dưới nhìn ngó, chê cười, không mấy ai muốn kết giao với bạn. Bởi vậy, khuyên tuổi Dần nên điều chỉnh lại hình ảnh của bản thân, làm gì cũng nên biểu hiện mặt tốt nhất của mình ra thì mới lợi cho quan hệ xã giao phát triển. Tháng 4. Về tinh thần của người tuổi Dần 1986 không mấy lý tưởng trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi tiết thanh minh, lại có thái tuế tác động nên bị áp lực tâm lý rất lớn. Bạn thường chỉ vì việc vặt mà cảm thấy tổn thương và đau lòng, buồn bực không vui, vì thế mà vô tình để cho nhiều cảm xúc tiêu cực quấy nhiễu mình. Tử vi tuổi Bính Dần 1986 năm 2022 nữ mạng khuyên rằng, nếu bạn cảm thấy trong lòng có nhiều chướng ngại tích tụ mà không muốn chia sẻ cùng người nhà, Bính Dần đừng ngại mà hãy đến nhờ sự hỗ trợ của chuyên gia tâm lý để xác định tâm bệnh và tìm cách chữa trị. Tháng 5. Tuổi Bính Dần 1986 có vận trình tài, lộc tình cảm phát triển ở mức trung bình khá trong tháng 5 âm lịch. Đối với người độc thân, vì phạm Thái Tuế nên vận trình tình cảm của những Bính Dần độc thân trong tháng này không được khả quan cho lắm. Con đường đến được trái tim người ấy biết mấy gian nan, nhưng bạn không phải là không còn cơ hội. Lúc này, hãy làm việc chăm chỉ để vượt qua những khủng hoảng và thử thách do năm tuổi của bạn mang lại, sau đó hắn từ từ xem xét các vấn đề tình cảm. Tháng 6. Vào tháng 6 năm 2022, tài lộc của tuổi Bính Dần tuột dốc không phanh. Do bị ảnh hưởng bởi sao hung tinh kiếm phong, trong tháng này bạn tiêu tốn quá nhiều tiền và có khả năng bị tổn thất tài chính nghiêm trọng, do thói xa hoa của mình. Đặc biệt trong vận thiên tài khoản tiền nhờ may mắn trời cho mà có, bạn sẽ bị thâm hụt kha khá do đầu tư thất bại, phải gánh chịu nhiều nợ nần. Bởi vậy, tuổi Dần cần quản lý tiền bạc thật tốt trong tháng 6, không nên chủ quan hay tiêu xài hoang phí để tránh thiệt hại. Tháng 7. Tử vi tuổi Bính Dần 1986 năm 2022 nữ mạng trong tháng này về mặt sự nghiệp tương đối ổn định. Mặc dù công việc của bạn không có nhiều cơ hội, nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng của mình, tình trạng đó đang dần được phục hồi, tuy không có gì cải thiện lớn nhưng nhìn chung cũng tươi sáng hơn trước rất nhiều. Tài vận cũng dần trở lại trạng thái tiến triển ổn định. Nếu có thể giữ phong độ tốt, trong tương lai bạn có thể xoay chuyển được tình thế và đón nhận nhiều may mắn hơn. Tháng 8. Điềm báo, mối quan hệ tình cảm của người tuổi Bính Dần 37 tuổi có thể gặp khủng hoảng trong tháng này. Đối với những người đã có gia đình, chuyện tình cảm liên tục bị tác động bên ngoài làm cho rạn nứt. Bởi vậy, bạn cần chú ý và xử lý thật tốt những trường hợp dễ gây ra hiểu nhầm. Đây có thể coi là những thử thách thường xảy ra trong hôn nhân, Bính Dần cần học cách chia sẻ nhiều hơn, cùng phối hợp với đối phương để tháo gỡ khúc mắc, hóa giải nguy cơ chia rẽ trong tình yêu. Tháng 9. Về mối quan hệ xã hội của nữ mạng tuổi Bính Dần này dự kiến sẽ khởi sắc vào tháng 9.
Với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn phúc lộc, không ít người sẽ gặp được quý nhân hỗ trợ. Trong công việc, bạn có thể gặp được những người có năng lực, nhiều kinh nghiệm, sẽ giúp đỡ cho sự nghiệp hoặc cuộc sống của bạn. Hơn nữa, vận trình xã giao cũng thêm phần mở rộng, tuổi Dần nên nhanh chóng tranh thủ cơ hội để phát triển mối quan hệ và cố gắng làm quen với nhiều quan chức cấp cao hơn. Tháng 10. Vận trình tổng thể của những người tuổi Bính Dần 1986 về cơ bản khá suôn sẻ trong tháng 10. Lúc này bạn không chịu ảnh hưởng nặng từ Thái Tuế và Hung Tinh, vì thế mọi phương diện đều được giữ ở mức phát triển ổn định. Đặc biệt là về mặt sự nghiệp, vận thế của tuổi này trong tháng đã khá hanh thông, không những dễ bề xử lý việc nhỏ nhặt ở nơi làm việc mà còn có cơ hội nhận được sự khen ngợi, đánh giá cao từ lãnh đạo. Tháng 11. Tử vi tuổi Bính Dần 1986 năm 2022 nữ mạng cho thấy vận trình tài lộc của nữ mạng tháng 11 năm 2022 cũng khá ổn định. Sự nghiệp thăng tiến, vận trình tài lộc sẽ được cải thiện đáng kể. Đồng thời, một số người ra ngoài làm ăn cũng có thể tranh thủ thời gian cuối năm để buôn bán, kinh doanh tốt, kiếm thêm được không ít lợi nhuận về cho mình. Tháng 12. Vận trình sức khỏe của tuổi Bính Dần trong tháng này tương đối không có gì đáng lo lắng. Dù phạm phải Thái Tuế nhưng các trở ngại cũng không quá lớn. Tuy nhiên vì cuối năm sẽ bận rộn nhiều công việc, bạn cũng cần phải chú ý hơn đến các vấn đề nảy sinh trong gia đình nên sức khỏe có phần suy yếu. Khuyên tuổi này cần chăm sóc tốt hơn cho bản thân, đừng để mình phải kiệt sức vì vất vả, nếu không dễ làm tổn hại sinh mệnh lúc nào không hay. Xin chào và hẹn gặp lại!